Tiếp tục câu chuyện ở phần 2 kinh công đại chiến quái vật, ngoài những việc nhàm chán như giết quái thú, thì gã đít cho lên mũi ngửi lại rất chi là phê cần. Thổ dân trên đảo bây giờ đã chết hết, chỉ còn lại một cô bé bị câm. Cô bé luôn yêu thương và coi công như cha của mình vậy. Đột nhiên kinh công ném thẳng cái cây về phía mặt trời. Thì ra hòn đảo này đã được chính phủ xây dựng một mái vòm nhân tạo, mục đích để giam giữ kinh công ở đây, tránh để nó ra ngoài đụng độ với một titan khác. Mà theo truyền thuyết thì nó có thù với dòng giống Godzilla. Cô bé Gia liền đến báo cho chị mình biết rằng công đang rất ngứa dái. Nó đã muốn được tự do tìm kiếm người đẹp bên ngoài. Bối cảnh phim là đã 50 năm kể từ ngày công đại chiến thằn lằn trên hòn đảo. Lúc này trên thế giới chỉ còn hai con titan là Godzilla và công. Mà Apex chính là công ty đã phụ trách việc giam giữ vua khỉ đột. Họ nghiên cứu kinh công để tạo ra các loài đột biến gen. Anh ra đây làm việc cho công ty vừa phát hiện ra dự án mờ ám của Apex thì đột nhiên tiếng còi báo động vang lên. Quái vật cấp độ Titan là Godzilla đã quay trở lại tấn công trái đất. Mà thứ đánh thức nó chính là thiết bị của công ty Apex này. Vẫn như mọi khi thì súng đạn với Godzilla cũng chỉ là mũi dãi, chả ảnh hưởng gì tới làn da mịn màng của Godzilla. Cuộc chiến đã làm lộ ra lò phản ứng hồ quang phóng xạ. Thì ra lò phản ứng này đã kích động Godzilla tấn công trái đất, mà mới tập trước nó đã từng bảo vệ con người. Cô bé Madison nhìn qua là đã biết công ty Apex có gì đó mờ ám. Cô gái này chính là con của giáo sư X chuyên nghiên cứu quái vật. Giả thuyết được đưa ra là Godzilla cảm nhận được có thêm một phóng xạ của Titan thứ hai, và nó chỉ tấn công khi cảm nhận được nguy hiểm với nó mà thôi. Phía khác, giám đốc công ty Apex biết rằng thực ra tâm trái đất là rỗng, và nói đó có nguồn năng lượng phóng xạ vô tận, nên hắn muốn giáo sư Nathan tìm cách vào tâm trái đất tìm ra năng lượng đó cho hắn. Nhưng anh trai của giáo sư Nathan đã chết khi cố gắng đi vào, bởi ranh giới đảo trọng lực đã nghiền nát mọi thứ đi qua. Rất may rằng phi thuyền của Apex đã được nghiên cứu để vượt qua được ranh giới này, và họ chỉ cần có kinh công dẫn đường nữa là đủ. Ngay lập tức công ty Apex bắn thuốc mê rồi vận tải công đi bằng đường biển, bởi lối vào tâm trái đất nằm ở cực bắc địa cầu. Nhưng họ không ngờ rằng các loài Titan có thể cảm nhận được phóng xạ của nhau. Hơn nữa công và Godzilla lại có mối thù truyền kiếp, mà kinh công thì lại bị tiêm thuốc mê và xích chặt mất rồi. Công rất tức giận vì bị đối xử như là một con khỉ vậy, khiến cô bé Gia phải ra an ủi thì kinh công mới được bình tĩnh. Nếu không vì cô bé e rằng công đã xé nát con tàu này, mà không ngờ rằng kinh công cũng biết nói chuyện bằng cử chỉ. Nó nói rằng nó muốn về nhà. Ở phía khác, cô bé con của giáo sư X đã tìm được anh da đen, cùng một cậu béo nữa sẽ đột nhập vào xem sự dự án mờ ám của công ty Apex này. Hôm sau khi kinh công còn đang ăn sáng, đúng lúc này còi báo động lập tức vang lên. Quả nhiên là Godzilla cuối cùng cũng tới. Cô gái đề nghị thả công để bảo vệ mọi người và chính nó, nhưng thuyền trưởng nhất quyết muốn tự mình xử lý vụ này. Hàng trăm tên lửa bắn tới nhưng Godzilla đều né được, nhanh chóng bơi phía dưới làm đứt đôi một con tàu chiến to, vẫy đuôi một cái hạ thêm vài máy bay của địch, hạ chim xuống cũng khiến đứt đôi hai con tàu. Mà kinh công vẫn còn thuốc mê nên hơi bất lực, chỉ biết còn biết ngồi đợi đối thủ ra đòn. Godzilla rất nhanh đã đánh sập tàu của kinh công, khiến kinh công rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, kẹt xích dưới nước khiến công sắp tắt thời mất rồi. Rất may lúc này anh tiến sĩ kịp thời ấn nút thả xích, kinh công lập tức lao ra đối đầu Godzilla. Nhưng tiếc rằng dưới nước lại không phải điểm mạnh của công nhà mình, nên e rằng chiến đấu ở biển sẽ hơi đối thế. Kinh công đành phải mượn một tàu sân bay làm bàn đạp đối đầu với Godzilla. Công ném thẳng một chiếc máy bay vào Godzilla nhưng không hề hấn, mà nó còn lao thẳng lên cho kinh công đấm trước vào mồm, rồi vả lại một cái khiến công đau điếng. Đến khi hất Godzilla ngã xuống nước thì thôi đời coi như bỏ. Godzilla bắn lên không trung hơi thở nguyên tử phá tan hết cả chiếc tàu sân bay. Việc chơi nhau dưới nước đã làm kinh công mất sức, nhanh chóng bị Godzilla cho anh hành ngập mồm. Quân đội đành phải thả mình xuống để cứu trợ. Đúng lúc kinh công sắp tắt thở thì quả mình cũng kịp nổ tanh bành, nhờ vậy đánh đuổi được Godzilla bỏ trốn đi nơi khác để kinh công lên tàu. Giáo sư vội vàng ra lệnh tắt hết động cơ và thiết bị, muốn giả chết để Godzilla bỏ qua cho mọi người. Mưu lược ẩn mình ấy thế mà lại thành công mỹ mãn, khiến Godzilla nghĩ rằng kinh công đã chết nên tạm thời bỏ đi. Nhưng giờ mà nổ máy thì nó sẽ quay lại. Giáo sư lại nghĩ ra cách vận chuyển bằng trực thăng. Ở phía khác, nhóm anh da đen cùng cô gái đã đột nhập vào đống đổ nát của công ty Apex. Cô gái vô tình phát hiện ra một căn cứ bí mật dưới lòng đất rất sâu, và còn phát hiện ở đây có rất nhiều chừng của thằn lằn xương sọ. Vô tình lại bị đóng cửa và mang đi theo cả cái kiện hàng này. Hóa ra ở đây có một đường hầm từ trường siêu tốc. Kiện hàng được đẩy đến Hồng Kông với tốc độ kinh hồn, quay lại với kinh công đã được vận tải lên tới Bắc Cực bằng 100 chiếc trực thăng. Đây chính là miệng hố để đi vào thế giới dưới lòng đất. Cô bé nói rằng đó chính là đường để công về nhà và gia đình của công có thể đó. Quả nhiên đã khiến công lập tức lao vào. Rất nhanh chóng cả đội bay theo công dẫn đường đi vào lòng đất. Chẳng bao lâu họ đã tới ranh giới đảo nghịch trọng lực. Chỉ một giây đã khiến nhóm người di chuyển hàng ngàn km rồi. Quay ranh giới này thì mọi người cũng đã tới được thế giới dưới lòng đất. Trọng lực ở đây một lần nữa đảo ngược hút bật chiếc phi thuyền lên trên. Suýt chút nữa thì đã coi đời cả đám. Quả nhiên thế giới ở đây đẹp đến mê hồn, hai thế giới úp ngược vào nhau đẹp như tiên cảnh. Mà khi còn đang ngây ngất thì bất chợt một phi thuyền đã bị tấn công. Đó là một con rắn bay trông đến là kinh dị. Đúng lúc nguy cấp thì một lần nữa kinh công lại kịp thời xuất hiện, phang phập cái lũ rắn bay vỡ hết cả mồm.
không ngờ rằng tụ quái vật này cũng rất là ghê gớm, đã quấn chặt Kinh Công. Phía quân đội lại phải phóng hàng trăm tên lửa thì mới cứu được. Kinh Công vùng lên đập nát con quái vật rắn bay này, rồi bứt luôn cái đầu ăn tươi nuốt sống. Cả nhóm người cứ thế đi theo Kinh Công dẫn đường. Nó đang đi tới ranh giới của hai thế giới với nhau. Ở khu vực này vật chất bị cả hai thế giới hút lại. Công nhảy mạnh một cái cũng sang được thế giới bên trên. Phía bên này nhóm người đã đến được địa điểm chiếc cabin dừng lại. Đây là một trung tâm nghiên cứu khác của công ty Apex ở Hồng Kông. Hóa ra dự án bí mật của công ty là tạo ra một con Godzilla bằng máy. Bên trong là người con của huyền thoại Gen điều khiển. Lò phản ứng hồ quang được mở khởi động con quái vật máy Mecha Godzilla. Với tính năng như người sắt Iron Man nhưng khỏe hơn hàng vạn lần. Ngay lập tức quái vật thằn lằn xương sọ được thả ra thử nghiệm. Quái vật máy nhẹ nhàng tóm gọn thằn lằn, thổi bùng ra hơi thở nguyên tố xé toang con quái vật đành từng làm khó Kinh Công. Quả nhiên là một sức mạnh đáng kinh ngạc, và nó sẽ còn mạnh hơn nhiều nếu được nạp năng lượng phóng xạ ở trung tâm trái đất. Đó là lý do ông đã lừa cho đội thám hiểm đi vào trung tâm. Nhưng phát xạ từ lò phản ứng ngay lập tức đã kích động Godzilla quay lại. Phía bên này Công đã tìm về được phòng ngai vàng của tổ tiên mình. Trên cánh cửa là cảm biến vân tay của iPhone 8. Vào bên trong Công chả còn thấy một ai, nhưng cậu lại phát hiện ra chiếc rìu thần sấm của tổ tiên để lại. Sau đó ngồi vào ngai vàng chả khác gì một vị vua. Ở cảnh khác, nhóm anh da đen cũng phát hiện ra điều đáng sợ. Con Mecha Godzilla được kết nối ký ức từ con Titan thủy tổ Ghidorah ba đầu. Đây là một công nghệ mới, giống như việc làm sống lại con Ghidorah trong hình dạng máy móc. Mà bên ngoài Hồng Kông, Godzilla cũng đã tiến tới, nhanh chóng hướng thẳng đến phòng thí nghiệm này. Phía Kinh Công cũng phát hiện ra chiếc rìu có thể sạc năng lượng bằng cách hút phóng xạ từ lõi hành tinh. Chính điều này lại một lần nữa khiến Godzilla cảm nhận được. Nó gồng mình bắn thẳng hơi thở nguyên tử vào lõi trung tâm của trái đất. Đội bên dưới thì trích lấy mẫu năng lượng và gửi thông tin về nhà. Bí mật cuối cùng của lò phản ứng hồ quang cũng được hoàn tất. Lập tức giám đốc cho khởi động quái vật Mecha Godzilla. Mà lúc này ở phòng ngai vàng đã bị hơi thở của Godzilla bắn thủng tới, tạo ra một cái lỗ thông nhau giữa hai thế giới này. Công cầm luôn cái rìu thần sấm chạy qua lỗ thủng tiến lên bề mặt. Chỉ một lát sau Công đã trở về đối mặt với Godzilla. Hai siêu quái vật Titan duy nhất lập tức lao vào chiến đấu, biến Hồng Kông trở thành một bãi chiến trường. Quả nhiên khi thi đấu trên cạn, Kinh Công lợi hại hơn hẳn. Hơn nữa lại có chiếc rìu thần sấm có thể đỡ được hơi thở nguyên tử của Godzilla. Cuối cùng đã chém được Godzilla vào chân một cái. Godzilla đau đớn phóng trả hơi thở nguyên tử cũng đả thương được Kinh Công, tiện bề phá nát luôn hết cả thành phố. Công rất nhanh trí đã lấy lại được chiếc búa thần, cầm nó lao tới chém thẳng vào mồm Godzilla. Có vẻ hiệp hai này Kinh Công đã trả được món nợ ở biển. Công rời đi và chiếc rìu cũng cạn sạch năng lượng. Không ngờ một lát sau Godzilla đã tỉnh lại và rất đẹp trai. Kinh Công lần này tay không lao vào bắt giặc. Godzilla cũng vùng lên chiến đấu mạnh mẽ, ném bay Kinh Công đi qua mấy tòa nhà. Nếu không dừng lại e rằng cả hai sẽ bị tổn thương. Thật bất ngờ Godzilla nhanh chóng chiếm ưu thế chiến thắng đè bẹp Kinh Công ở dưới mặt đất rồi, như muốn khẳng định rằng tao mới là kẻ mạnh nhất và tha mạng cho Công như một người quân tử. Công lúc này cũng kiệt sức mà bất động nằm im. Nhưng điều khốn nạn cuối cùng cũng xuất hiện. Ghidorah đã được khởi động bằng năng lượng từ lõi trái đất. Khốn nạn thay nó khiến Gen không thể điều khiển được ý thức của Ghidorah. Kết cục là nó quay sang giết luôn cái thằng giám đốc. Gen bên trong cũng bị điện giật chết tươi. Chính xác thì ký ức của Ghidorah đã sống lại trong hình hài máy móc. Điều đầu tiên nó làm là phá hủy thành phố cho vui. Con người nghĩ rằng mình thông minh nhưng kết quả lại tự giết mình. Godzilla lập tức cũng lãnh đủ cơn mưa tên lửa của nó bắn tới. Titan máy quả nhiên giờ đây đã mạnh hơn nhiều. Một cú đấm hất văng cả Godzilla, mà Kinh Công thì còn chưa tỉnh lại. Thì phía bên này Titan máy đã hành Godzilla sắp ra bã rồi. Cô bé Gia lúc này tiến tới phát hiện ra tim của Kinh Công sắp ngừng đập. Anh giáo sư và cô chị liền nghĩ ra cách để cứu Công. Đó là dùng năng lượng của phi thuyền kích tim cho nó. Bên này Godzilla đang chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, nhanh chóng đã bị hơi thở nguyên tử của Titan máy đả thương. Đúng lúc này Kinh Công cũng được vụ nổ phi thuyền kích tim sống trở lại. Cô bé Gia cầu xin nó hãy đi cứu Godzilla. Thôi cứ để thằng đó cho nó ăn hành tí nữa. Ai bảo lúc nãy đấm tao cho cố lắm vào. Mà Godzilla bên này quả thực đã sắp bị Titan máy xé xác. Đúng lúc nguy cấp Kinh Công kịp thời cứu nguy. Cả hai Titan cùng hợp lực đánh lại Ghidorah máy móc. Không ngờ rằng vẫn bị nó chiếm ưu thế phần hơn. Kinh Công chợt nhận ra chiếc rìu bên cạnh, lập tức cầm rìu lao tới chém liên tiếp vào mồm Ghidorah. Tiếc rằng chiếc rìu hết năng lượng nên không đả thương được mấy, lại còn sắp bị nó khoăn vào mặt mất rồi. Đúng lúc nguy cấp thì bên trong cậu béo lấy rượu ra đổ vào bảng điều khiển. Quả nhiên đã chợt điện khiến Ghidorah chập chờn. Godzilla rất thông minh bắn ra hơi thở nguyên tử sạc điện cho chiếc rìu của Công. Kinh Công lúc này chả khác gì hổ mọc thêm cánh, cầm chiếc rìu thần sấm chém đứt hết mọi thứ của Ghidorah. Và cuối cùng chốt thẳng vào cái mồm thối, điên tiết trèo lên bứt gọn cái đầu, cho chửa cái tội dám láo phép với bố. Sau cuộc chiến một lần nữa trái đất lại được yên bình, Kinh Công và Godzilla cũng giải tỏa được mối thù nghìn năm.
có lẽ chúng ta không thuộc về nhau thì sẽ tốt hơn cho cả thế giới. Cứ thế Godzilla trở về biển sâu, còn King Kong thì trở về làm vua của thế giới bên dưới lòng đất. Phim kết thúc rồi, nếu các bạn thấy hay thì cho mình một đăng ký nha. Bye bye! Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim. Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến bên dưới để Vân Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye bye!